mà sáng giờ vắng teo, không có ai đến uống. Trời ơi. Ôi, mệt quá, mệt quá. Khách khứa đâu mà chú có đi lấy đá hoài vậy chú Lâm? Chú mới đi giao 100 ly về cho người ta. Trời ơi, phải đứng làm hết cho người ta đàng hoàng mới về được, đâu có tự nhiên mà đi. Ủa rồi sao còn hai ly nước đây nữa nè? Cái này là nước khác, người ta uống cà phê mà. À vậy hả? Ủa ba đâu rồi? Ai biết làm gì sau giường á. Ủa giao cà phê về chưa? Không rồi, em đứng em làm cả buổi trời mới xong 100 ly á. Trời ơi, hên đó. Bên đó người ta hứa hẹn là ngày mai, ngày mốt thêm mấy trăm ly nữa. Mấy trăm ly sao em làm nổi? Đâu, đâu phải là một lúc đâu. Sáng mình làm 50, chiều làm 50, mỗi ngày vậy là quá tuyệt vời rồi. Ủa rồi Cười lên cho con chụp post Facebook hôm nay coi. 2, 3, ok. Rồi con vợ thằng Lan nó đi khám thai về chưa? Nó biết đâu, mới về mà. Gì vậy? Lan. Gì à? Hả? Thì một lần thức ăn hay gì mà ổ dữ vậy? Không có. Alo. Alo. Tự nhiên nghe mùi cá khó chịu quá. Anh sao? Mới giao hàng quá mà sao trả? Sao dậu? Cà phê mà sao dậu? Sao hư? Rồi gửi tiền. Alo. Là 100 ly cà phê sao giờ người ta nói người ta không trả tiền kìa, trả hàng lại kìa. Vậy? Ủa sao vậy? Mới giao luôn mà. Người ta nói là hôi mùi dầu gió. Mùi gió gì? Em làm sao mà vừa sức dầu vừa pha cà phê hả? Trời ơi, em sức dầu là anh đứng đây em phải nghe mùi dầu chứ em có bao giờ sức dầu đâu. Em ơi, anh nói em nghe nè. Hồi nãy anh mới dặn pha chế là mình phải kỹ. Mình dần dần có khách rồi. Mà bây giờ em không tập trung, em cứ làm tầm bậy tầm bạ rồi đó. Người ta trả thì làm sao lấy tiền được. Người ta nói nếu mà không có mùi dầu ta trả tiền. Bây giờ đem về đi rồi tự hửi đi. Rồi uống đi rồi biết. Thôi mà con cũng thấy đúng á, từ ngày mà chú có tình yêu vô cái không có tập trung. Tự nhiên rồi pha dư 2 ly nước cam kìa bác. Đó. Không, cái này là bị nhầm thôi. Nhưng mà, ủa tự nhiên sao có mùi dầu ta? Nước cam của ai vậy? Nước cam... Nước cam không được, chua lè chua lét à. Thôi kệ, cho tôi uống miếng đi. Có vitamin. Mày có uống chua bao giờ đâu mà. Ủa rồi bây giờ làm mấy ly sau này người ta cũng muốn luôn hả ba? Bây giờ tất cả những đơn hàng sắp tới người ta sẽ không nhận nữa. Ủa cái này chắc họ nhầm lẫn rồi, để em gọi em nói chuyện họ coi chứ. Thôi thôi đừng có gọi. Khách hàng là thượng đế, người ta nói gì mình nghe vậy đi. Thôi thì sao đổ cho em đâu có làm gì có dầu đâu. Tập trung lại giùm đi. Thôi tập trung đi rồi đi qua đó năn nỉ người ta, có gì đâu. Ủa kỳ ta. Kỳ vậy ta, bữa nay nhà ai làm cá không? Có nào mình còn có lá thì cũng dễ sợ luôn á. Đó, hết ông này rồi tới ông này nữa. Ai làm cá tanh quá, thử mùi cá chịu không nổi luôn á. Nhà hàng xóm. Vậy hả? Nè, bây giờ có vợ có con rồi, vợ có bầu rồi. Coi ngó làm sao mình ăn nói đi đứng cho đàng hoàng lại, không được bổ bả chứ vợ nó có bầu rồi vợ nó bị cái gì đó. Thôi cái đó là vợ người ta. Còn ví dụ mà người của tôi là tôi nói một là một, hai là hai chứ không có được quyền cãi tôi. Ôi. Từ đó giờ tôi làm sao là tôi vậy không có thay đổi. Phải không? Ê, bầu về rồi. Có bầu mà không ngang gì hết trơn ơi. Đi cơ cái nào. Nhẹ nhàng từ tốn. Hôm nay khám sao rồi? Thôi đừng có đỡ, để cho tự đi, đừng có đỡ. Qua này đỡ đi, vợ mày đó. Thấy ghê không? Không, thích ngồi bên này, hơn. Bên này có nhiều gió. Thì tự đi qua đi, có bầu tự tập đi, ở đây đông người mà đỡ đần cái gì. Đi đi. Té, té sao té nè. Rồi, đây nè. Trời ơi. Chào, cái đầu ở đâu vậy? Không có biết thì bây giờ đi ra ngoài lấy chồng đi rồi đẻ con là có kinh. Bé nó còn nhỏ mà. Khát bác sĩ nói là con khát nước, em bé khát nước quá. Em bé phát triển tốt nên anh ráng chăm vợ, chăm chỉ đi. Em bé khát nước thì tự uống. Có gì đâu mà cứ nói làm như cũng phải có người bưng tới tận nơi vậy đó. Không uống nước này. Uống nước gì? Cái này có trà uống vô em bé mất ngủ. Uống nước lọc. Trời ơi. Nước đun sôi để nguội. Đây nè. Nước suối nè. Nước này ở suối nào vậy? Tính ra là vậy là anh đỡ. Chứ em thấy nhiều người ói mửa ốm ngán đủ thứ hết trơn. À nhỏ này không ốm ngán hả? Không ngán gì luôn. Rất là giỏi. Thường người ta nói là vợ không ốm ngán là chồng ốm ngán đó nha. Tôi đâu có ngán đâu. Hên đó. Không có ngán. Chị có thèm chua hay thèm ngọt gì không? Không có ngán gì trơn là có chiêu hết. Người ta chỉ, người ta nói là lúc mà mình có bầu á, cái mình lén lén mình canh lúc chồng mình ngủ, cái mình bước qua bước lại cái là chồng mình ngán giùm mình. Ý, cái này em học được á nha. Ủa vậy hả? Thiệt. Bước qua người chồng cái là chồng ngán giùm á. Ủa anh ngán hả? Đâu có ngán đâu.
Chị có bước không? Có. Ở giờ đâu có hiệu nghiệm đâu. Không hiệu nghiệm đâu. Dân gian người ta đồn dân thôi. Dân gian thôi. Nhưng mà giờ này thấy cái mặt sụ á, vợ nó đàn áp quá hả? Đâu có đâu, đâu có đàn áp gì đâu. Trời ơi, tôi nói vợ tôi nói một tiếng một là nghe liền, như làm gì có tiếng thứ hai. Ai da, mỏi lưng quá, mỏi cổ. Mỏi ở đâu? Mỏi ở đây. Mệt ghê á. Đúng rồi, ôi sướng quá. Đói bụng quá, đói bụng quá. Đói em... bụng ăn cái gì? Ăn phở. Ăn phở, giờ lên nhà nằm đi rồi tôi đi mua phở cho. Rồi, đi không nào. Nè, đừng có để tôi đó bất trước là tôi làm theo tôi mệt ghê á. Không, anh phải tập quen đi, mấy bố em cũng có bầu, em chỉ biết đâu em ngán là còn đi, mệt đi lên, hơn. Đi lên, đi lên. Ha, ha, bác sĩ nói là thai mới cho nên là yếu, không có đi nhiều, ẩm lên. Trời, sao Dũng ở đợi vậy? Thôi, thôi, chịu khó đi, đi, tôi ẩm đâu có nổi đâu, tôi lớn nó rồi. Nó mà buồn là em buồn đó, nó thấy ba nó đối xử với mẹ nó vậy là nó buồn đó. Rồi. Đó, anh phải mình học làm ba, đi. Mình phải làm sao cho con nó noi gương chứ. Rồi. Rồi nó ẩm sao tôi cũng tự đi vậy. Thôi mà thương. Biết vậy tôi đẻ con cho anh này. Nói bậy không bậy à. Nữa. Cái nết quá trời lên. Rồi. Rồi. Rồi, 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 rồi. Dạ, 100 ly nãy làm gì có dầu đâu. Để qua kiểm tra cho, dạ em qua liền á. Dầu gì vậy? Dầu hoài vậy? Sao có vợ thấy sao? Mệt lắm. Nhưng mà vui. Vui không? Vui. Anh gọi em chỗ bán phở kêu nó giao tới được không? À, để gọi giùm cho, nhưng mà coi quán giùm xíu nha. Ra sao lo mấy cái vụ đi. Đồ phải chết, mới những đồ mất tiêu rồi. Đi đi. Chua dễ sợ nãy giờ. Ngon. Gì vậy? Em mới cắt trái xoài cũng không để lấy xuống. Xoài thái ngọt ngay à. Bình thường có ăn xoài bao giờ? Mà xoài này xoài thái ngọt ngay nè. À nè, còn nè. Ờ, à, còn cái hộp cho em. Nè đúng không? Ngọt ngay à, xoài thái. Chua dữ vậy? Anh sao á, chắc ăn cái miếng nó nhầm miếng chua, mấy miếng này ngọt ngay à. Có trái giống nhau hết chứ sao. Bình thường một miếng chua cũng không chịu, mà sao bên đây ăn chua dữ vậy? Chua hả? Chua lẹt đó. Nè, liếm mà nó chua nè. Sao tôi ăn không có cảm giác vậy ta? Thiệt tình, có mùi dầu thiệt luôn. Để anh nói em rồi. Nhưng mà anh hiểu không, nếu mà vô tình thì có một hai ly thôi đi. Cắm ly là đều bị luôn mấy kỳ. Rút kinh nghiệm bản thân. Mình coi như lỗ đi. Xin lỗi người ta, trong hứa hẹn người ta đền bù cái mới rồi. Cố gắng làm lại. Chua quá, cho ly nước chua quá. Hả, bị sao chua? Trái xoài ông đĩa, nó cắt ra nó ngọt, nó chua lè. Bình thường nó có ăn chua bao giờ? Vậy là ông bị ốm nghén rồi. Ờ, chắc vậy quá. Bị ốm nghén rồi, mới ăn chua, mới đột ngột vậy. Chứ ai mà đi ăn chua, ăn trai thì ăn chua dữ. Không phải, bình thường xưa giờ là nó rất là ghét chua. Bởi? Ăn phở, ăn hủ tiếu là không bao giờ nó nặng chanh luôn. Có cái vị đó nó không chịu. Mà trời ơi, chua quá. Chắc là ốm nghén rồi đó. Phải không? Ốm nghén rồi đó. Ốm nghén thì có gì đâu xấu, bình thường mà. Nghe mùi cá mà mắc ói là ốm nghén hả? Đúng rồi. Nghén rồi đó, hai cái đó. Tùy người à, tùy người à. Ủa mà có người nào mà thích mùi dầu không? Nhiều. Anh có thích mùi dầu không? Đó giờ tôi ghét dầu lắm. Đó giờ thôi. Còn bây giờ nó có bầu nhiều khi ốm nghén. Thích dầu thì sao? Rồi ra đây mò mẫm làm nước. Rồi cái mùi dầu dính vô cà phê của người ta. Có không? Thích dầu thì... có chai dầu. Nó luôn. Đã bán chắc chiêu từng đồng từng cắt. Có một cái đơn hàng mà không cẩn thận dính vô dầu người ta kiểm tra tôi lại. Tôi bị quan. Nè, nửa chai dầu đã rớt vào đâu? Đây, cà phê. Nó không có rớt vô cà phê, nó rớt vô đá. Nó rớt chai dầu vô đá xong cái rồi lấy nước đá bỏ vô cà phê. Có một miếng à, nửa chai mà sao mà dữ dằn vậy? Rồi bây giờ tính sao? Thôi biết nói luôn. Thì chuyện ở đâu ai muốn đâu. Kêu con điện xuống. Kêu xuống chi không biết nữa. Em ơi,
Điệp ơi, Điệp. Nghe. Em xuống đây họp gia đình với em ơi. Chán ghê luôn. Họp. Trời ơi, đang đây mà lúc nào đổ tôi mà kêu cái gì không biết nữa. Chết tôi. Người ta đang an thai mà đi lên rước em xuống. Anh ơi, lên rước con xuống. Đi xuống đây. Ủa, sao tự nhiên anh nắm tay em đi gì vậy chị? Ủa, anh đâu rồi? Anh đâu rồi? Đây, tối thui không thấy đường. Sao tự nhiên tắt đèn vậy? Tắt đèn cho dễ nghỉ ngơi. Tự nhiên em anh không dắt, anh dắt ai vậy? Con bé này nè, tự nhiên nó đưa tay ra. Thôi vô ghế ngồi giùm tôi đi. Vô ghế ngồi đi rồi nghe anh nói nè. Anh bị ốm ngán thiệt rồi. Anh bị... Chồng em bị ốm ngán. Rồi hả, thèm chua rồi thích hử dầu. Làm đổ chai dầu thùng đá. Bây giờ pha cà phê người ta, người ta hủy gần 1000 ly cà phê sắp tới rồi. 1000 ly? Mà bên đó nó khó chịu quá. Hủy một lần thôi, giờ mà hủy dữ vậy. Để tôi qua tôi nói chuyện bên đó cho. Nói chuyện cái gì? Bọn này chuyện xui rủi, giờ anh muốn xử lý thì sao? Thì bây giờ đó. Nó lấy bên khác luôn rồi. Nó lấy bên khác rồi kìa, nãy mới chạy qua đó. Rồi thôi bây giờ nè, coi như là trừ tiền lương tôi đi được không? Lương thì có 15 triệu, trừ chầm nhòi vậy chứ 85 triệu. Vậy em cho mượn tiền đi anh đưa anh đó. Tại vì tụi anh có quy định là của quán là không có là phân chia người anh em, người trong nhà gì hết, là phải chịu. Cái quán này của ai? Thì của ba anh em Hùng. Thì bây giờ là không có lấy cái tiền lời thì lấy lại tiền vốn ly cà phê đó cũng phải mười mấy triệu á. Cho mượn đi rồi anh kiếm tiền anh trả lại cho. Anh mượn em mấy bận rồi đó, có thấy trả lại đâu. Lúc trời, bây giờ anh vợ nó không cho thì lo cách khác đi chứ làm ăn vậy chết. Em nghĩ là chắc anh nhờ kiếm cái gì đó. Tôi sẽ có việc làm thêm, mọi người yên tâm chờ đó. Tôi có việc làm thêm à. Làm gì? Tôi làm cái mà tôi rất là lợi thế. Lợi thế gì? Bán tóc giả. Trời ơi, không có tóc. Sao người ta bán tóc? Không có tóc thì mới đi bán tóc giả chứ, cho người ta biết là mình bán tóc giả, mình đội vô mình thế nào. Ê, nói chuyện như mấy ông nha sĩ mà bị súng răng cái đi nhổ răng cho người ta ha. Không, có súng răng khác, còn tóc giả là khác. Được rồi. Thắm ơi. Thắm. Trời ơi, có được không hay là gây nợ cho tôi nữa vậy trời? Không có gây nợ đâu, vốn bỏ ra rất là ít. Nhưng mà bán lời mà dữ lắm. Mà biết gì về bán hàng trên mạng không? Đây có chuyên viên tư vấn cho tôi rồi. Để coi. Để coi. Nhưng mà tới giờ rồi, đi qua làm luôn đi. Ủa? Phụ coi. Ngồi đây. Vậy là tụi em phụ anh bán luôn hay sao? Đúng rồi. Trời ơi, đâu có kinh nghiệm gì đâu. Điện thoại đâu? Trời ơi. Xin chào mọi người. Bữa nay mình bán hàng gì nè? Tóc giả. Tóc giả. Đúng rồi, làm lại nha hai. Ta thấy là thua rồi đó. Làm lại. Mình bán hàng gì nè? Tóc giả. Tóc giả. Làm bằng cái gì nè? Tóc giả. Nilon, làm lại nè. Tóc giả làm bằng gì nè? Nilon. Đúng rồi, hôm nay có một đợt sale nha mọi người ơi. Mua một bộ được tặng cái gì? Không có tiền. Thôi, tôi mệt quá. Tập trung bán cà phê giùm tôi. Bây giờ tôi sẽ qua bên kia, tôi xin lỗi họ. Rồi tôi cố gắng đền bù cho họ. Còn mấy người tập trung vô công việc giùm tôi đi. Alo. Ừ, anh đấy. Hả? Đồng ý. Mang qua liền. Gì vậy? Họ nói không sao đâu. Lần này bỏ qua, mang 100 ly mới của chợ. Làm đây. 100 ly mới. Ây da. Xin quà trái em ơi. Này hả? Quà trái xíu. Mệt quá hả? Đúng rồi. Đúng chưa? Đúng rồi. Mạnh lên. Ây da, trời ơi. Hay quá em ơi. Đích không? Ừ. Đó, chỉ em. Mình xuống xíu. Mạnh lên là được rồi. Riêng em một. Ây da.
Hai vợ chồng ở đâu ra ba biểu coi. Bác kêu, bác kêu kìa. Bác kêu. Trời ơi, anh. Ông đi tắm đi. Đi ra đi. Rồi. Hỏi coi bác kêu vậy. Trời ơi là trời, chắc tôi chết. Dạ. Bác kêu tụi con. Như à? Dạ. Ba, sao ba? Ba hiểu chứ. Dạ, dạ, nửa đêm rồi. Dạ. Đúng, ba hiểu, ba trải qua nhiều cuộc sống, ba hiểu chứ. Dạ, con biết rồi, ba khó ngủ phải không ba? Để được. Ngày mai con mua trà cho ba uống cho ba dễ ngủ nha ba. Không. Bây giờ con đưa thuốc ngủ ba uống, ba vẫn tỉnh được con ạ. Chết rồi, vì ba là ba bệnh nặng lắm rồi đó ba. Chết rồi, cái này chắc là do một cái tác nhân gì đó nó hại ba nên ba mới bị mất ngủ như vậy đúng không ba? Đúng là vậy. Dạ. Thôi để ngày mai con cho ba đi gặp bác sĩ nha. Sao không? Không có bác sĩ nào chữa bệnh này được cho ba đâu. Chết rồi, vì ba bị gì ba nói con nghe với coi. Bây giờ vậy, hai vợ chồng con. Dạ. Ủa thằng kia đâu? Đi tắm chứ đi đâu á trời. Tắm kêu đi tắm chứ để ra mồ hôi mồ kê không ra ba cười chết. Khuya rồi mà tắm giờ này bệnh chết nha con. Ba đổ mồ hôi giờ nào thì đi tắm giờ đó chứ ba làm sao vậy trời. Bây giờ ba xin phép vô câu chuyện luôn. Dạ. Thay mặt cho thằng chồng con nghe rồi con truyền tải cho nó. Dạ. Con với chồng con là cũng mới cưới được 1-2 tuần nay. Trời ơi, ba, thiệt sự luôn á. Hàng xóm ai cũng nói á, chồng con mà cưới được con là phước ba đời nhà ba đó. Ừ. Dạ. Kiểu thì mà ba... có cô dâu quý đó ba. Ừ, quý lắm con. Thì ba cũng hiểu chứ. Dạ. Làm sao ba không hiểu, ba cũng đã từng trẻ rồi. Ba giờ ba già chứ ba đã từng trẻ. Dạ. Ba hiểu. Nhưng mà con có hiểu cho ba không? Nãy giờ ba nói cái gì con chưa kịp hiểu. Ba cũng già. Con biết ba già mà, chứ ba trẻ bằng con, kêu ba bằng bạn rồi. Ở trong nhà mà tự nhiên cái có ông ba mà bằng tuổi mình. Trời ơi, trời gì mà quan đường vậy ba, đâu có được. Không lẽ giờ kêu mày. Không có được, phải không? Ai mà vậy? Ý của ba là ba đã già. Má trên bàn thờ con biết mà. Đó, má ngày nào cũng thắp nhang hết. Má Thần Phát cũng chết mấy chục năm rồi. Dạ. Ba cũng ở một mình vậy, ba nuôi nó tới giờ. Con biết mà, sao mà má chết sớm xui ghê ha. Đúng. Bất hạnh, nhiều khi tại vì cưới ba. Không, ý không phải, ý con nói là con kiểu như mà Cái số chứ không phải là tại cưới ba, phần số ba xui. Ừ, dạ. Rồi, thôi coi như chuyện đã bỏ qua. Dạ. Thì đó, ba nói là ba già. Dạ. Tụi con thì mới cưới má, tụi con là... Má. Má của má. Dạ. Là chết lắm. Dạ, nãy giờ ba nói ý này rồi. Thì đó, dạ. Ý ba là... mình ở chung một nhà, là khi mà con với thằng Phát cưới là ba muốn xây một cái nhà... nhà khang trang, nhà gạch tường khang trang. Dạ, con xin lỗi ba. Thật sự lúc mà con với ảnh đến nhau, con nói con về nhà, con thấy cái nhà nó rơm rạ như vậy, thấy vách nứa vậy, con tội nghiệp lắm. Con nói anh phải đi làm kiếm thiệt là nhiều tiền, hai vợ chồng mình xây cho ba cái nhà thiệt nó bự như cái biệt thự, để ba đi tới không, đi lui. Ý ba không phải vậy. Ý ba là cái nhà mình là cái nhà tranh. Dạ. Bằng vách. Đốt cái là cháy, con biết mà nên hả? Không ai đốt. Ý ba là cái nhà mình là nhà tranh với bằng vách. Dạ. Thì có khi có những sự va chạm. Đúng rồi ba ơi, con nói bữa hổm nha, tao nói mưa lớn một cái con sợ sập nhà. Ba ơi mà con nói bão mà tới một cái là nhà không còn một cái gì, con lo lắm. Không phải, ý của ba là cái nhà yếu tối á, ban đêm á. Dạ. Mình ngủ thì cái nhà mình nhà tranh là vách bằng nứa tre rồi thì đúng rồi, đúng rồi. Cái đó mới là hay đó. Cái đó mới là hay đó. Tối mà ngủ mà gió nó xào xạc, trời ơi, êm dễ ngủ. Thì đó. Trời ơi, con thích nghe tiếng dế kêu đâu ngoài. Trời ơi, nó êm tai, cuộc sống nó bình yên. Bởi vậy con nói với ba hả, cái nhà như vậy là ha. Nhưng mà mai mốt con hứa với ba con làm cái nhà chắc chắn hơn là ba sướng luôn. Thì đó, mai mốt thì cái chuyện là mình xây nhà là chuyện đương nhiên. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì cũng giao nghe ba dặn. Dạ. Mình là con gái. Hiểu không? Ba. Chồng con gái. Thì đó, mình con gái có chồng. Dạ. Ba
thì ba ở một mình. Không biết ba. Thì đó. Ba tính đi bước nữa hả? Con nói thẳng nha. Ý của ba là gái mới lấy chồng. Dạ. Ở nhà chung với ông già chồng. Dạ. Hiểu không? Không biết rồi. Nhiệm vụ của một người con dâu mà hiếu thảo mà về nhà chồng mà ba một mình như vậy thì con phải quyết định đi tìm một cái người nào đó phù hợp với ba. Con làm mai cho ba. Con nói từ nãy giờ nó không hiểu cái gì hết trơn. Ý ba là ba già rồi. Con biết rồi. Má chết lâu rồi. Con biết luôn. Nhà tranh vách nứa. Dạ. Ngủ một mình giữa đêm khuya. Con biết rồi thì phải có người chăm sóc. Phải có một người phụ nữ. Mày vô mày kêu chồng mày đây cho tao. Mày vô kêu chồng mày đây. Gì ba? Tự nhiên nửa đêm cái tự nhiên cái ba kêu em ra ba à. Má chết rồi, ba lớn tuổi em cái gì vậy má dắt cái bàn té gì nửa đêm rồi tự nhiên cái kêu ngủ dậy vậy hả? Mày có thương ba không? Trời ơi, nhà có hai cha con à, không thương ba thương ai? Thương chứ, tình cha ấm áp như vần thái dương. Gì ba? Mày có đi khám sức khỏe cho vợ mày trước khi mày cưới không vậy? Tao thấy nó tảnh tảnh sao á. Trời ơi, tại nãy hai vợ chồng mới tăng lực xíu. Bốn nút tăng lực. Bây giờ ba nói cho nghe. Ba thì đã già rồi. Dạ. Má con thì chết mấy chục năm rồi. Dạ. Nhà mình thì nhà tranh vách nứa. Tụi con thì ngủ ở trong phòng. Ba thì ngủ phía trước. Thì con biết giữa đêm khuya rồi tụi con ba nằm ngoài này thì hãy hiểu cho ba. À, giờ là ba muốn vô nằm chung với vợ chồng tụi con phải không? Mày đi hả mày? Chứ là muốn sao? Ý là ở ngoài này ba đã già, má con thì chết lâu rồi. Dạ. Nhà mình nhà tranh vách nữa, ba nằm chổng tre, tụi con ở trong kia, rồi nhà nó rung rẩy rồi, âm thanh nhiều quá làm ba nó khó chịu, ngủ không có được. À, hiểu không? Ba, ý ba nói cái vụ đó gì? Thì mày, tao biết mày đàn ông nhưng mà mày tế nhị, hiểu không? Sao mà tế nhị được ba? Hồi xưa ba cũng có rần rần mới có con mà. Nhà có ông già. Cái gì cũng phải nó té nhì chút xíu. Hiểu chưa? Có cần gì thì nói, tao qua nhà ông chính tao ngủ ké. Giờ con nói nè, ba ngủ ba cứ tưởng tượng như mấy con heo nó kêu đi, kệ nó. Cái này nói chuyện mày nãy giờ mày không hiểu gì, cái tâm lý nó thuộc về mày, còn mới hiểu tâm lý thuộc về ba. Ý là ba chịu nổi không? Sao mày hay nói thẳng vấn đề vậy? Chứ bây giờ là... Cái đó là cái nề nếp sinh sống. Cần thiết thì nói ba à, ba rảnh ba đi chơi đi ba thì tao qua nhà ông chính tao ngủ. Ồ vậy không được đâu. Sao không được? Không là ngày nào ba cũng qua bển luôn á, chứ ngày nào tụi con cũng nó phải điều độ với ba. Con vợ nó không hiểu một thì thằng chồng nó không hiểu mười luôn á. Vậy giờ ba muốn sao ba nói đi chứ. Tụi con kêu vợ ba ra đây. Ở đây thì gần xịt đây rồi, ba nằm đây giờ biết sao rồi. Em dễ thương ghê. Chú quỷ giỡn da chú quỷ đau chết rồi ba. Tự nhiên cái nghe mặt con vậy nè. Thơm quá rồi. Ê dạ gì ba, vợ chồng hay giỡn vậy mà? Giỡn thôi ba, rồi đừng có nóng nữa. Năn nỉ mệt quá đừng chọc ba nữa, nói thiệt cho ba nghe coi. Thôi biết ba chồng, biết ba là bạo quá. Ừ bạo, ba bạo hả? Bạo xấu quá. Tao quạo hả? Quạo không quạo? Gì đâu, thì mấy đứa trẻ nó... À. Cái gì đâu quá? Ba, nãy giờ á, ổng bị nhức cái lưng. Hả? Hồi chiều khiên giùm cái bà Năm bên cạnh cái tủ lạnh mới đem về, bị nhức cái lưng. Cái lưng, hả? Cái... Con... Đâm bóp nhức thôi cho con. Vô nè, đây được không? Đây được không? Ừ. Đó. Đó.
chứ tụi con biết ba nằm ngoài đây mà. Với lại á, thiệt sự thì ba nói nãy giờ con hiểu hết, nhưng mà tại vì không biết nói chuyện ba làm sao. Hai đứa con hổng gài cũng có tính là nhà mình còn cái miếng giường ở phía sau nè. Tụi con tính làm thêm cái gian bế, cái gian phòng ở phía sau. Cái gian phòng nghe sang cái trái nhà phía sau đi. Xây thêm cái trái nhà phía sau. Dạ. Tại vì là cưới nhau vài tuần là cũng thấy vấn đề rồi, cũng để dành tiền rồi, rồi tính được xây rồi hai vợ chồng mình ra sao ở. Để ba ở đây với mẹ nè, rồi mình chạy qua chạy lại rồi đó ba. Xin lỗi hai đứa. Ba xin lỗi hai đứa là ba không đủ tiền để làm một cái nhà nhỏ cho tụi con trước khi tụi con lấy nhau. Không, ba đừng không có nói đâu vậy ba. Tại vì á, ba cái tuổi này là ba chỉ an dưỡng tuổi già thôi. Nhà mình không có tiền thiệt, nhưng mà con quan trọng á là mọi người trong nhà hiểu nhau. Ba đừng có thấy con cười không. Tính mắc cười vậy thôi chứ không có gì hết trơn á. Với lại mai mốt á, dạ, ban đêm con bớt cười lại. Con làm ba giật mình hoài. Tại nhà mình hạnh phúc vui. Cái nết của vợ con vậy không? Nó nhiều khi cười vậy thôi chứ không có mắc cười gì đâu. Rồi tối ngủ nó cười hoài, mình làm sao nó hết. Ý là mình lấy khăn gói đồ đó mình cứ kèn vô là bé nó. Không thấy gói kèn con ngọt thở mặt. Vợ nó mắc cười. Kiểu bị nó hơi tảnh tảnh đó ba, nhưng mà rất là ok nha ba. Nói chứ rồi tụi con á, đáng lẽ là tính là nuôi bầy heo, nhưng mà thôi mình dựng cái nhà đó trước đi. Rồi an cư lạc nghiệp không biết bà. Bà thật ra ba cũng cần được ngủ ngon, tại người già khó ngủ. Đúng. Dạ, chứ còn tụi con thấy vậy chứ lại, tinh tế mà. Đã khó ngủ rồi mà còn hay tưởng tượng nữa con. Ba tưởng tượng gì? Nói chi mày? Sao này mày già mày thấy hiểu. Khi người ta không có gì, người ta hãy tưởng tượng xa xôi lắm. Trời, biết rồi, thôi ba yên tâm nha, tụi con là tinh tế. Chị. Rồi thôi đi ngủ đi. Dạ, bây giờ ba ngủ đây nghe ba. Tụi con vô trong ngủ nha. Thôi đi ba ngủ đi. Đây. Ráng đỡ vài đêm đi, con xây xong cái trái nhà rồi mình ba. Không định đó ba. Quạo wow, nhắc cái gì đó. Cái gì đâu ba? Quạo cái nhà. Nó cười hoài vậy. Có trái ổi mà đưa ra ăn hoài còn ăn hoài. Thôi đi ngủ đi. Nằm xuống. Đi ngủ đi. Đó. Rồi ngủ đi nha mấy đứa. Ngủ ngon nha con. Ôi nhộn. Cái gì đâu Ôi, ba la nó mệt. Không kệ đi, sao đâu. Ôi, ba chửi. Ôi, ông quen rồi. Ôi, mệt quá. Ông quát cũng mệt. Cũng coi như tiếng dế mà. Ôi, qua nhà cha chính ngủ. Anh. Ôi. Em nói bao nhiêu lần rồi. Thảo. Anh đã hứa với em là ra ngoài ở mà. Ba mẹ anh không có chịu mà. Khó lắm mà, khổ lắm mà. Có muốn đâu. Ủa anh ơi, hai người cưới nhau á là gia đình này phải độc lập chứ. Bây giờ anh cũng lớn rồi, anh là con một nữa làm sao ra ngoài. Trời ơi, lúc trước khi cưới thì anh đâu có nói với em là vậy đâu. Anh nói là ở tạm thôi cơ mà. Đủ như bây giờ thì ngày nào cũng Thôi em để không sao cho em. Thôi để anh thuyết phục ba anh. Anh thuyết phục ba anh là sẽ dọn ra riêng nha. Được. Vậy nha. Ba có chân té. Dạ, đỡ ba. Dạ, mời ba mẹ. Dạ. Sao hai đứa bay cãi lộn hoài vậy? Dạ đâu có đó ba. Dạ không có. Mới nghe nói đòi đi ở gì đó bà. Đâu đi ra riêng. Tại sao phải ra riêng? Nhà này dư phòng mà ra riêng tốn tiền mướn nhà. Dạ không phải, tại tụi con cũng mới cưới đó ba. Nhiều khi sinh hoạt nó cũng không tiện cho vợ con không lắm. Tiện chỗ nào? Mỗi đứa, mỗi phòng mà ba má có làm phiền gì tụi bay đâu. Không tiện là không tiện cho tao với má mày nè. Tối nào tao cũng nghe những âm thanh lạ mà tao không thể nào làm gì khác ngoài việc phải nằm thôi. Mấy ông thân nè má. À nhí hồ, ủ phá. Nhà vào dòng họ chưa vừa ở đây. Bàn thờ chưa vừa ở đây. Hai đứa thì sắp chết rồi, bị bỏ đi rồi, ai giữ ai coi. Mày con một mà, chứ đâu phải con một bài vậy gia đình bên này. Đi đó. Giờ ở đi rồi sao người ta cho cái nhà này biết bán biết nhiêu tiền em... Hiểu chưa? Mày bỏ ba má đi rồi bây giờ lỡ nửa đêm ba má có chuyện gì rồi ai lo con? Cứu thương lo cho ai lo. Bây giờ vậy,
Một là mày chọn tao với má mày, hai là mày chọn vợ mày. Chọn tao với má mày ở trong căn nhà này, chọn vợ mày thì ra riêng. Giờ anh chọn đi. Trời em hết chịu nổi rồi đó. Cái gì không chịu nổi hả? Ôi ông ơi, lên tặng anh bây giờ. Anh lấy em mà. Nhưng anh nói là anh hứa với em là gì? Anh sẽ lo hết cuộc đời của em mà. Thì anh lo chứ anh đâu có bỏ đâu em. Còn mà tại sao chắc chỉ phải lo cho ba mẹ anh vậy? Trời, ba mẹ để nó mà lo chứ lo cho cô tào lao. Tôi nói cho cô biết nè. Ba má nói vậy như núi Thái Sơn, nghĩa mà như nước trong nguồn chảy ra. Một lần thơ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ba mẹ ơi, ba mẹ nói vậy là ba mẹ phá nát hạnh phúc tụi con đó. Để từ từ chân thành làm con ai hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mà như nước trong nguồn chảy ra. Thôi anh cứ lo cho ba mẹ đi. Thôi con xin phép đi ạ. Đứng lại đó. Tại sao con phải đi? Người đi là hai vợ chồng tôi. Thôi bây giờ muốn làm gì làm, mình già mình đâu có tiếng đâu. Thôi muốn làm gì làm. Thôi. Thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là nên hay không nên ra riêng sau khi kết hôn. Bây giờ chúng ta sẽ tổ chức bốc thăm trúng thưởng, xin mời. Trời ơi, có trùng hợp gì không vậy? Ôi trời. Ồ, như vậy là trùng hợp 3 số 1 và 3 số 2. Bên số 1 khẳng định nên ra riêng sau khi cưới. Và bên cánh số 2 thì khẳng định là không nên ra riêng sau khi cưới. Xin mời. Đó, ngay cái tiểu phẩm đầu tiên là mình thấy rồi. Cái vấn đề chính vẫn là âm thanh. Nó rất là khó chịu. Để mà mình có một cái cuộc sống riêng thoải mái. Để mà sớm sinh con đẻ cái. Đúng, em cũng nghĩ là nên ra riêng. Bởi vì người ta có câu là ở xa mỗi chân và ở gần thì mỗi miệng. Với lại thường cái chuyện mà mẹ chồng nàng dâu thì chắc chắn sẽ xảy ra. Cho nên là nếu như mình ra riêng thì cái thứ nhất là nó vừa thoải mái nè, cũng không có bị ảnh hưởng gì nhiều làm sức mẻ tình cảm của hai bên. Dạ, cho nên là nên ra riêng. Em nghĩ là không nên. Bởi vì dù gì thì cũng là cha mẹ của mình. Những lúc cha mẹ đau ốm thì luôn có con bên cạnh. Ngoài cái chuyện vật chất ra thì cái chuyện tinh thần là cái chuyện mà cần phải có. Người con nào cũng phải có sự hiếu thảo như vậy. Chính xác. Nhiều khi hai vợ chồng chưa có con thì không sao. Khi có con rồi thì nó lại thêm rất là nhiều gánh nặng nữa. Và nếu như ông bà bên cạnh á thì sẽ rất là khó khăn cho làm mình. Làm sao để cho mình có đủ thời gian để mình ra ngoài mình kiếm tiền, mình lo cho cái cuộc sống. Ba má anh nuôi anh chưa đủ anh Luật? Đúng. Anh hành ba má anh nuôi cháu nữa anh Luật? Đúng. Đúng không? Cực quá vậy. Đúng. Không phải, đôi khi ông bà mà được gần cháu chắc á thì đó là một cái niềm vui. Em nghĩ vui là vui thì lâu lâu mình trở về được mà. Chính xác. Không, tại vì hồi ngày xưa lúc mà khi mà vừa mới lấy vợ Lực cũng 1-2 rồi ra riêng, thậm chí Lực mua nhà luôn. Nhưng mà họ không có làm được điều đó. Không có thể nào ở riêng được. Mới đầu cũng nghĩ là tại vì cuộc đời mình từ nhỏ lớn mình quậy phá, mình làm cho mẹ mình khóc biết bao nhiêu nước mắt rồi. Bây giờ tự nhiên mình có con rồi mình lại làm cho mẹ mình cực khổ nữa. Thì mình suy nghĩ đó, thì mình nghĩ là không nên, thì mình phải đi ra riêng mình ở để mình tự lập. Thì mình cảm giác được là mẹ sẽ buồn. Riêng bản thân mẹ của Luật á, là được chăm sóc gia đình, được chăm sóc con gái là một hạnh phúc. Vậy thôi. Em nghĩ không riêng gì cha mẹ của mẹ của anh Luật đâu. Người cha người mẹ nào mà được chăm sóc chồng, được chăm sóc con, được chăm sóc cháu, đó là một cái niềm vui rồi. Có người lớn ở trong nhà thì hai vợ chồng sẽ khó gây lộn. Tại vì sợ ba mẹ nghe. Cho nên sẽ nói nhỏ nhẹ hơn. Mình không có đặt đồ. Cái mối quan hệ vợ chồng có thể tốt hơn. Khó ai có thể kiềm chế được cái cơn nóng giận của mình lắm. Nếu mà mình ở chung với ba mẹ như vậy thì vô tình ba mẹ thấy được những lúc vợ chồng cãi nhau vậy sẽ rất là buồn.
Dạ, cho nên em nghĩ là không nên. Không, em hiểu ý của chị Harry, có nghĩa là trong những một lúc nào đó vợ chồng cãi lộn với nhau, bị nóng nảy với nhau, nhưng mà cái sự bùng nổ ở đây nó sẽ bị kìm hãm lại, tại vì có người lớn ở nhà. Đúng rồi. Thì sau đó thì có thể là hai người sẽ ngồi nói chuyện lại với nhau. Khi mà nguội lại rồi đó, một khi mà nguội á, rất là nhẹ nhàng với nhau. Nè, khi mà mình với vợ mình ở chung với ba mẹ đó, lợi thế gì em biết không? Khi mà hai vợ chồng gây nhau, giận nhau thì không thể nào mình giấu trong lòng được đâu. Ít nhất mình ở chung với gia đình chồng thì cái thằng con trong nhà sẽ thế nào cũng sẽ thể hiện cái đó ra ngoài gương mặt. Thì mẹ mà ai chỉ cần nhìn cái tướng đi của con mình thôi là biết con mình đang nghĩ gì. Chính rồi. Chính xác, hòa giải liền. Hòa giải liền, lúc chính đó là ai biểu mày sao tự nhiên mày lại làm vợ mày vậy ABCD, và tất cả mọi việc trong nhà là sẽ được hòa giải rất nhanh chóng. Đó là trường hợp bên gia đình chồng hiểu và thương con dâu. Còn nếu như ở trường hợp gia đình chồng thương con ruột mình hơn con dâu thì sao? Có phải là cái người con dâu khó xử khi ở với gia đình chồng hay không? Riêng gia đình anh là vợ anh ở chung với anh là 7 năm trời bên nhà anh rồi, tới bây giờ vẫn ok tất cả. Ủa sao bữa gặp Thu Trang tâm sự áp lực quá Giang ơi. Tôi thấy á, bên đây cũng có lý, bởi vì sao không nên ra ở riêng để tiết kiệm tiền. Rồi bây giờ đó là cái quan điểm khi mình phải bảo vệ cái vị trí của mình ngồi. Bây giờ ai nghĩ nên mà không nên? Chính bản thân mình đổi vị trí. Tôi an vị. Nếu mà cho em đổi thì cho em đổi ở giữa đi, tại vì tùy mỗi người. Anh cũng sẽ ngồi ở giữa. Em cũng sẽ ngồi ở giữa. Đúng. Ở giữa đứng đây. Có tùy mỗi người, dạ. Tùy hoàn cảnh, thật sự là như vậy. Đúng rồi. Kính thưa quý vị, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, quan trọng là chúng ta sống với nhau để chạm mặt nhau, nhìn mặt nhau, không bao giờ thiếu hận vì đó. Cha mẹ là đấng sinh thành, vợ là người chăm sóc và yêu thương, con cái là người sau này sẽ lo cho mình về già. Đó là niềm tự hào của mình. Thì việc ở chung hay không ở chung nó không quan trọng, quan trọng là nghĩ về nhau bao nhiêu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính thưa quý vị thân mến, như vậy là cái tiểu phẩm vừa rồi về quảng cáo chiếc xe đạp tình yêu. Quý vị thấy là từ thời ông bà cha ta, ông bà anh đó xài cái sản phẩm như thế nào thì giữ gìn đến ngày hôm nay nó thành một cái nếp mà dạy con cháu sau này. Đó là cái sự thông cảm, hiểu nhau, yêu thương nhau, hy sinh cho nhau, chứ không phải tiền bạc. Tiền bạc không bao giờ mua được tất cả. Bây giờ sẽ là đội Trương Thế Vinh, Thúy Ngân và Harry Won. Họ sẽ mang tới câu chuyện như thế nào? Xin mời. Nay bé Cà Vi nó mặc đồ đẹp ta, đi đâu vậy? Em đi chơi. Đi chơi hả? Dạ. Nói nghe nè, nói chứ có tiền cho anh hai mượn ít tiền coi. Thôi, lát em phải gặp người yêu của em không có tiền để đưa cho anh mượn đâu. Bây giờ không có tiền cho mượn là khỏi đi chơi đi. Ủa vậy ngăn ngược vậy? Chứ sao? Em lấy tiền của em đi chơi mà còn em phải xin anh hả? Chứ sao? Anh có quyền đâu mà anh nói vậy. Sao không có quyền? Anh, em nói thiệt á, anh không có tiền thì anh bớt chơi đi. Không có tiền mà còn đòi gặp bồ này gặp bồ kia. Không sao có tiền đấy? Mà mượn đi chơi thì mới gọi là bảnh. Đúng không? Bây giờ có cho mượn tiền không? Không, không có. Khóa cửa không cho đi chơi luôn, nhớ đó. Cái gì vậy? Cái gì mà anh em có ngày ăn hiếp em hoài vậy? Ăn hiếp đâu mày. Giờ mày giật tiền này của con à. Mà biết không, nói giờ nó gặp bồ rồi đó. Bạn trong trường á mẹ. Bạn trong trường mà nắm tay với nhau hả? Rồi ra đó ăn cháo rồi đó. Ăn cháo thì có sao đâu, lớp 11 nó đi ăn không. Cháo xong đi học. Tụi nó đút nhau rất gần. Tại vì lúc đó bạn em tay nó bị hư, cái tay bị gãy á mẹ, cho nên con múc cho nó ăn thôi. Tại sao đi. Không lo học, mẹ nói rồi. Trời ơi, bạn đó rất là thông minh, nói chuyện rất là hay. Con học phát biểu từ bạn đó. Mẹ cũng biết rồi, con nói chuyện học không có được. Học luôn cái tính kỹ, không cho anh nó mượn tiền, đúng không? Tại sao con mượn tiền em hoài vậy? Mẹ cho con tiền đi học về đâu? Mẹ ơi, anh này á là suốt ngày cứ gặp bồ 1, gặp bồ 2, gặp bồ 3 xài tiền như nước. Mà toàn là mượn tiền của con xài hết trơn luôn á. Không có hiểu gì hết. Con mới lớp 12 thôi, không có được các bạn gái. Con cũng không có được các bạn trai. Học xong ra đại học rồi muốn làm gì làm. Nhớ mét má nha. Nghe vậy mẹ thua. Thôi ngồi đây. Ba mẹ không có thương con nhớ tôi, con đi về phòng đi. Con có chơi với mẹ nữa. Ai. Anh về rồi hả? Thật quá. Ai. Sao mà hôm nay uống nhiều vậy anh?
Thôi đi tiếp khách uống rượu rồi, về nhà không có uống rượu nữa. Anh chán ghét gia đình đến vậy hả anh? Nãy giờ tôi chưa nói chuyện nào chán hết trơn, chưa bao giờ dám nói tiếng nào. Tại vì em là người có phụ nữ có địa vị trong xã hội đây nè. Đây, đây, đó. Em là người phụ nữ địa vị trong xã hội là ly luôn đây. Còn tôi là người đàn ông thất bại trong xã hội, cái gì cũng nhỏ giọt hết nè, thấy không? Thôi mà, đi tiếp khách uống thôi, về nhà uống xong rồi nó nhăn nói củi không à. Em có địa vị hay không có địa vị thì chỉ ở ngoài xã hội thôi, còn về nhà em vẫn là vợ của anh, là mẹ của hai đứa nhỏ. Lúc nào em cũng tôn trọng anh hết á. Tôi không muốn cuộc sống này nữa. Tôi không muốn làm người đàn ông thất bại trong gia đình có một phụ nữ hiện đại và thành đạt. Tôi không muốn là gánh nặng trong gia đình này nữa. Tôi muốn bước ra một chỗ mới. Tôi muốn có một cuộc sống mới. Tôi không phải nấp dưới váy của một người phụ nữ. Không, anh nói sai rồi. Trong mắt con của mình á, lúc nào anh cũng là một người cha, một người đàn ông mẫu mực và trách nhiệm hết. Vì tất cả là cô vẽ cho tụi nó. Cô vẽ tôi là một thằng cha thành đạt lắm con ơi. Cha con có địa vị xã hội, có tất cả mọi thứ. Nhưng tôi là một thằng thất bại. Và tôi làm tất cả mọi thứ đều gãy đổ. Bởi vì sao? Bởi vì cô. Gia đình này em chịu hết, em cố gắng rất là nhiều, em luôn muốn anh là một người đàn ông của đời em. Gia đình tôi nghèo, gia đình cô thì giàu, và tôi thất bại. Gia đình cô càng ngày càng coi tôi là một thứ gì đó đeo bám gia đình cô và đeo bám vào chính cô. Anh không có thất bại đâu, anh có em, có hai đứa con nè, nhà mình nó rất là hạnh phúc. Hạnh phúc giúp cô vẽ ra. Nè, cô càng cố gắng bao nhiêu á, là người ta càng thấy sự nhục nhã và tồi tệ của tôi bấy nhiêu. Ai cũng có một giới hạn để chịu đựng. Có thể giới hạn của cô là mãi mãi, còn giới hạn của tôi ngày hôm nay là kết thúc. Anh muốn ly hôn đúng không? Người ta đứng lên, người ta cố gắng. Chứ không phải như anh. Anh thất bại xong rồi anh ngồi xuống. Anh là một người đàn ông ích kỷ. Anh là một người đàn ông nhu nhược. Anh chỉ nghĩ đến cảm xúc của anh thôi. Có bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Tôi phải chịu đựng cái gì? Tôi ra ngoài tôi phải làm gì? Tôi phải quy lại người ta để được lên vị trí này, để bảo vệ gia đình của tôi, bảo vệ anh, bảo vệ các con. Còn anh có bao giờ anh về nhà anh hỏi tôi một tiếng, em ơi, hôm nay có mệt không? Phải cố gắng với gia đình này nữa. Được, ly hôn đi. Tại sao ông trời không cho anh có thể vượt qua được những điều sai lầm do chính anh gây ra? Anh không bao giờ muốn như vậy. Anh không đủ can đảm. Anh biết anh là một đàn bà, nhưng anh không đủ can đảm. Gia đình không phải cứ một người xây, còn một người thì phá.
Em cũng có giới hạn chịu đựng của em mà. Vì anh không muốn làm gánh nặng cho em nữa. Em có bao giờ em nói anh á là gánh nặng của em không? Tại sao lúc nào anh cũng luôn nghĩ mình là người thiệt thòi nhất vậy? Còn em thì sao? Còn con thì sao? Vì anh ích kỷ. Vì anh chỉ nghĩ cho bản thân của anh thôi. Anh không xứng đáng với em. Anh không xứng đáng với con. Không, đừng. Đừng. Cô duyên quá ha. Là giống anh đó. Ủa, ba mẹ bị sao vậy? Nhà mình mới động đất. Trời ơi, ghê dữ vậy ba mẹ. Trời, ba mẹ có sao không? Không, không sao, ba mẹ núp dưới cái bàn này nè con. Ba mẹ núp dưới cái bàn. Trời ở trên ơi. Bể hết mà ở dưới không bể. Ủa, hèn gì ba mẹ khóc quá trời trời. Tôi thương quá à. Thôi đừng có khóc nữa nha ba mẹ. Ba, con biết uống rượu rồi. Vô duyên nữa kìa. Thì ba uống được, tao uống được, gì đâu. Nè, bây giờ má ra luật lệ trong gia đình này là không ai được uống rượu nữa hết. Kể từ ngày hôm nay. Má dám ra luôn. Chứ sao? Bình thường ba dữ lắm mà sao hôm nay ba ngồi im vậy? Động đất á, thay đổi tính hết rồi. Trời ơi, nhỏ này có gì? Nhỏ này hay ghê luôn á. Từ ngày mai đưa đón đi học hành, cơm nước tất cả ba lo. Mẹ phải đi làm cực khổ lắm, biết chưa? Thôi vậy là giờ ba mẹ biết thương mày... chăm sóc con đúng, nữa. Đúng, mày bớt tập gym lại. Cái cơ nó tăng là cái não nó teo. Nghe chưa? Không. Trời ơi, bình bông rồi ly chén dĩa bể. Bể trời ơi. Ghê không? Động đất, động đất 18 độ Richter mà có dĩa thủy tinh không bể. Cái dĩa này á là dĩa gia truyền của nhà mình. Ủa vậy hả? Ủa anh không biết hả? Làm sao anh biết? Đây là dĩa thủy tinh gia truyền chất lượng cao, hoa văn tao nhã, chịu được 18 độ Richter. Quá thật là kỳ diệu. Thật là tuyệt vời. Ôi, sản phẩm thủy tinh của các bạn nội trợ tin dùng đĩa thủy tinh ngàn năm không vỡ. Hồi nãy giờ khi mà em coi cái tiểu phẩm này em cảm thấy rất là xúc động. Và cái đoạn mà em khóc nhiều nhất là lúc mà cái dĩa ổi nó bị rớt dưới đất á. Em tiếc, em thèm, em me vừa xong là em chụp dĩa ổi mà ai ngờ đập rớt. Thật sự ra tôi thấy cái tiểu phẩm này rất là có ý nghĩa. Và cái người diễn viên mà tạo cho tôi ấn tượng mạnh nhất đó chính là Harry Won. Ủa sao vậy anh? Ăn bất chấp. Đi vô, có cái tâm lý nào mà đi hẹn bạn trai để đi chơi mà cầm theo cái dĩa đồ ăn không ta? Con bực mẹ quá thôi con vô phòng ăn tiếp là sao? Thì đó là đúng tâm lý của tuổi teen anh. Giỡn cỡ nào vẫn phải ăn nhiều để cao. À. Không mà công nhận nhờ cái tiểu phẩm này mình mới biết được Thúy Ngân dễ sợ cỡ nào anh hả? À. Đập hết tất cả mọi thứ trong vòng một nốt nhạc. Hồi nãy có quy định cho cái diễn là em đập cái gì đừng đập đầu anh. Anh Gia nói là em chỉ đập một món bự nhất thôi. Nhưng mà lúc đó cao trào quá em không biết sao em lỡ tay em đập cái hết. Cái ông thiết kế là cái dĩa đó ông mượn của má ông đó rồi giờ biết ăn nói làm sao. Thưa quý vị là chúng ta vừa xem một cái tiểu phẩm về nói về cái vấn đề về gia đình. Thì trong gia đình mà cái gì cũng có thể giải quyết được bằng cách nói cho nhau hiểu và tâm sự với nhau tất cả mọi thứ, tìm hướng giải quyết tốt nhất. Chứ đừng để trong lòng tích tụ lâu ngày thì nó sẽ dần dà nó trở thành một khối u mà không có bác sĩ nào có thể giải phẫu được. Đó là cái điều chúng